Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay mình xin gửi tới các bạn một số cái mẫu dây loa quân sự của Hitachi. Sau đây mình sẽ mô tả chi tiết các sản phẩm này. Kính mời quý vị và các bạn cùng xem. Kính mời quý vị và các bạn cùng xem chi tiết các cái sản phẩm về dây loa quân sự mà bên mình đã khai thác được từ các cái thiết bị quân sự từ nước ngoài về. Đó, hàng của Hitachi của Nhật các bạn nhé. Thì như các bạn đã biết rằng là dây loa nó cũng là một dòng dây tín hiệu, và đối với các cái dòng dây quân sự như thế này là mình đã khai thác được ở các thiết bị rất là chính xác. Với độ chính xác cao, khi mà họ sử dụng thì họ cần phải sử dụng các cái dòng dây mà cái phần nõi của nó có cái độ chi tiết và nó truyền dẫn tín hiệu một cách chính xác nhất. Đó, thì chính vì thế cho nên là khi mình sử dụng những sản phẩm này ở trong cái phần dây dẫn của âm thanh như là dây loa chẳng hạn, thì nó sẽ cho một cái độ chi tiết rất là cao. Đó, thì vào cái phần chi tiết của sản phẩm này thì bên mình hôm nay mình mang đến cho các bạn là một số cái mẫu như trong video đây, màu trắng, màu xanh và các cái màu cam, màu đỏ, màu xanh đan vào nhau đó, để tạo thành những cái bộ dây màu sắc vừa đẹp, chất lượng rất là tuyệt vời. Sau đây mình sẽ đi chi tiết vào cái phần lõi dây của nó các bạn nhé. Nhất đây là một cái bộ dây màu trắng được đan bên mình, đây là đan thủ công các bạn nhé. Đó, đan thủ công, vỏ dây thép lông chống cháy các bạn nhé, và lõi rất là bự, lõi rất là to đây, lõi đồng tơ mạ bạc rất là mịn các bạn nhìn đó, từng sợi đồng nhỏ li ti, sờ rất là mềm tay đây, rất là tơ luôn. Đó, thì khả năng ở đây là vỏ thép lông là khả năng chống cháy các bạn nhé. Đó, là mình sử dụng bình thường cái vỏ dây là mình dùng lửa nó sẽ cháy ngay, nhưng ở đây thoải mái các bạn nhìn này. Đó. Đấy, đây là cái bật dạng bật này thì các bạn biết rồi là nó không dạng ra nhiều ngọn lửa và cái độ đốt cháy nó rất là cao, thì nó chỉ có gọi là rước cái vỏ này ra thôi, không bao giờ nó cháy và nó không thành muội được. Đấy, lau sạch đi là hết. Đó, đây là vỏ thép lông là như vậy các bạn nhé. Đây là lõi của nó đây, với lõi đồng mạ bạc. Lõi lớn như này các bạn đánh bát 25-30 thoải mái các bạn nhé. Đó, lõi đồng tơ mạ bạc, hai lõi như thế này, dây lên dây là cực kỳ đẹp. Bên mình sẽ hỗ trợ khi các bạn mua, bên mình bán rời hoặc bán theo bộ. Đấy, thì khi các bạn mua bên mình sẽ tặng co nhiệt nha các bạn nhé, tặng co nhiệt cho các bạn. Đấy, có rất là nhiều màu để các bạn lựa chọn, tặng co nhiệt này, và mình sẽ tút dây, hỗ trợ tút dây cho các bạn. Đó, và và bện dây như thế này, bện dây như này cho bạn. Đó, cực kỳ đẹp. Thì một cái sản phẩm như thế này là bên mình đang bán với cái mức giá là 50.000 một mét các bạn nhé, với dây hai lõi như này. Đó, về là các bạn có thể lên đánh được loa bát 25, bát 30 đều được, hoặc là sử dụng cho các dòng dây nó nhỏ mà, thì mình có thể nhỏ gọn cho các dòng loa nhỏ nhỏ, búp xeo hoặc loa chép đều rất ok các bạn nhé. Đấy, tiện dụng. Đó, thì ví dụ như lên một bộ như thế này, ví dụ như 5 mét một bộ, 5 mét các bạn đánh full loa của mình thì cũng chỉ 250.000 bộ. Bạn nào có nhu cầu mà cần lên đầu rắc thì cũng báo với mình luôn, bên mình cũng có rắc để lên cho các bạn. Tiếp theo là đây, những cái dòng dây như thế này, bên mình thì test theo nhiều kiểu khác nhau các bạn nhé. Có thể là test theo theo hình xoắn, đấy, hoặc xoắn như thế này cũng đều ok. Đây là cùng cái, nó đều là cùng một loại dây các bạn nhé, cùng một loại dây, cùng một kiểu test. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ, 50.000 một mét các bạn nhé. Đó, tiếp theo là cái dòng dây màu xanh này. Dây màu xanh này là lõi cũng to, lõi này còn bự hơn các bạn nhé. Đây, để mình tuốt sẵn ra đây. Đó, tất cả các sản phẩm này bên mình đều khai thác từ cái dòng dây quân sự bãi các bạn nhé. Này, mình lấy nét đây, đồng tơ mịn. Đó, đây là mình tuốt từ trước rồi, nó có rất nhiều sợi nhỏ li ti mịn như thế này, đều là vỏ thép lông hết. Cái này là có hai màu xanh và trắng các bạn nhé. Đó, dây lõi đôi như thế này là 50.000 một mét, 50.000 một mét các bạn nhé. Đó, cực kỳ ok các bạn. Những cái dòng dây đó, ngoài ra bên mình còn có các phiên bản màu dây khác này, màu dây cam vàng này, và màu dây vàng nhạt và đen. Đó, đây ví dụ như là mình test, đây là đây cũng là một kiểu test này, một kiểu test dây này. Đấy, hai sợi test theo kiểu kimber đẹp như thế này. Bạn nào muốn test theo kiểu này thì các bạn order bên mình sẽ test dây miễn phí, các bạn, hoặc các bạn có thể mua dây rời về rồi mình tự bện dây cũng được. Đấy, đồng giá là 50.000 hết các bạn nhé. Đó, đây phần lõi này của nó cũng là đồng tơ mạ bạc này, bạn thấy không? Để tôi lên hết các bạn. Đây, mình lấy nét cho các bạn. Đó, lõi của nó này, lõi rất là lớn các bạn nhé. Đó, tất cả những cái dòng dây quân sự này các bạn có thể đánh bắt 25,
bát 30 rất là ok. À, dây đẹp vô cùng. Cách mua thì bạn nào mua thì các bạn có thể chụp hình lại cái màn hình mà cái dây mà bạn mong muốn ấy, sau đó gửi sang cho bên mình, bên mình sẽ biết cách là màu này, với cả cái kiểu tép đó, để gửi cho các bạn. Đó. Các sản phẩm đều được tặng kèm hết nhé, đều được tặng kèm co nhiệt đó, để về cho các bạn tự co vào, hoặc các bạn yêu cầu thì bên mình cũng sẽ làm cho các bạn nhé. Đấy. Và giá 50.000 một mét với dòng tiết đôi như này, đôi dây như này. Đấy. Bên mình còn cái loại màu trắng này nữa, màu trắng này là bên mình có rất là nhiều bạn yêu thích này. Thứ nhất là cái màu sắc nó cũng đẹp đó, màu sắc nó rất là đẹp đó. Và thứ hai là cái phần lõi của nó này, lõi của nó cực kỳ sáng luôn đấy, cực kỳ sáng. Thì đối với cái dòng dây trắng này thì bên mình sẽ có cái co nhiệt màu đỏ và màu đen nhé đó, thì mình sẽ tách riêng cho các bạn. Cái riêng cái này thì bên mình mà các bạn mua bao nhiêu thì mình sẽ đánh dấu âm dương cho các bạn, thì nên để về các bạn yên tâm sử dụng đó. Thế này cũng 50.000 một mét bạn nhé, 50.000 một mét rời tặng kèm co nhiệt đó. Tiếp theo là mình đến một cái dòng tết 4 các bạn nhé. Thì ngoài cái việc mà cái dây tết đôi ra thì mình sẽ có những cái dòng dây tết 4 và cái phần này lõi nó nhỏ hơn chút xíu, nhưng bù lại thì cái thằng này của nó, cái vỏ dây của nó cực kỳ đẹp đó, nhìn không khác gì dây Kimber vài triệu các bạn nhé, dây Kimber tiền triệu luôn á đó. Và chất lượng nó không thua kém đâu các bạn đó. Với cái dây này thì khi mà mình tết 4 lên nó cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn đó. Lõi to, lõi rất là lớn, đây là mình bện vào này đó, dây màu xanh như thế này. Đấy. Dây này là 100.000 một mét các bạn nhé, dây này là 100.000 một mét này. Đấy, nó có rất nhiều kiểu tết khác nhau, đây là một kiểu tết phổ thông và một phổ biến này. Đây, bên mình đều tết thủ công cả. Đấy. Thì các bạn khi các bạn mua bao nhiêu mét thì bên mình sẽ tết cho các bạn bấy nhiêu các bạn nhé. Đó, tặng kèm con nhiệt luôn. Đó, tất cả những phần con nhiệt màu này bên mình sẽ làm vừa đẹp cho các bạn. Về là mình có thể cắm thẳng vào loa của mình, loa amply của mình, hoặc là các bạn cần thêm rắc thì các bạn cũng order bên mình nhé. Lên full rắc thì cộng thêm 200.000. Đấy. Cái này là 100.000 một mét. 100.000 một mét. Ở tiếp theo là mình có thêm cái dòng đây. Đây, nếu bạn nào mà thích màu mạnh mẽ, màu đỏ đen thì các bạn dùng loại này. Đây, cái này cũng 50.000 một mét bạn nhé. Đấy, lõi cực kỳ bự luôn. Đấy. Tất cả cái dòng lõi này của nó đều là đồng mạ bạc hết. Đấy. Đồng mạ bạc và vỏ của nó là vỏ tép lông. Vỏ tép lông chống cháy. Đó nhé. Vỏ tép lông chống cháy. Ok luôn. Đó. Lên dây siêu đẹp luôn bạn nhé. Đó. Co nhiệt đầy đủ cho các bạn. Giá 50.000 một mét bạn nhé, 50.000 một mét là một dây đôi như này bạn này, mét là dây đôi các bạn nhé. Đấy. Hoặc là bạn nào mà cần dây đơn cũng được, dây đơn thì mình cũng có những dây đơn cho các bạn. Đó. Dây đơn thì 25.000 một mét, các bạn có thể về để làm biến áp cách ly, làm lọc nguồn, hoặc là đi cho loa chép hoặc phân tần các bạn nhé, là 25.000 một mét. Đấy. Những cái dây này mà đi thực ra là đi dây loa hoặc là đi biến áp cách ly hoặc là lọc nguồn thì cực kỳ luôn, gọi là hết nước chấm bao phê luôn các bạn nhé. Đó. Đây nó còn có một cái dòng, bên mình cũng có cái dòng màu như này. Đấy, màu khá là lạ, mắt đẹp, dây tép lông đen và màu cam. Đấy. Tất cả những dòng dây tết 4 này giá là 100.000 một mét các bạn nhé. Tết 4 là 100.000 một mét. Có rất nhiều kiểu tết khác nhau, tết xoắn hoặc là tết đan chéo. Thì các bạn cần loại tết như nào, bệnh dây như nào đều nói được với mình, đều đáp ứng cho các bạn. Đấy, tặng kèm con nhiệt. Tặng kèm con nhiệt các bạn nhé. Rồi, tiếp theo mình có một cái màu dây trắng cam này các bạn. Đấy, trắng cam như này. Đó. Thì tất cả những cái dòng dây hai lõi, như bốn lõi này thì là 100.000 một mét. Đấy, cái bốn lõi là 100.000 một mét. Còn hai lõi là 50.000 một mét. Còn các bạn nào mua lẻ từng sợi, một sợi đó để đi vào các cái thiết bị chuyên dụng riêng thì là. Và một cái phiên bản nữa về cái dây màu cam hai màu như thế này. Dây này là lõi 2.5. Đó. Dây này là 2.5 đây. Lõi của nó đây bạn nhé. Đó. Đó, siêu khủng luôn. Cái này thì các bạn có thể đánh bất cứ loa nào cũng đều ok. Đấy, 3 tấc 4 tấc đều rất ok các bạn nhé. Đó, lõi như này. Đấy, vỏ tép lông. Cái này 80.000 một mét các bạn nhé. Đấy, 80.000 một mét. Đó, cái này các bạn kể cả như làm dây nguồn cũng rất là ok này. Đấy, bạn làm dây nguồn cái này cũng ok luôn. Đó. Lõi đồng mạ bạc từ các thiết bị quân sự. Đó. Các bạn đều được tặng con nhiệt đi kèm để mình về mình có thể tự DIY vào, hoặc là bên mình sẽ làm cho các bạn. Ngoài ra các bạn muốn thêm bổ sung thêm rắc thì có các loại rắc càng mỏ chim này, hoặc là rắc lóc chuối các bạn nhé, lóc chuối đây, lóc chuối này, đấy, hoặc càng cua,
tất cả các loại kết nối mình đều có. Thì bạn nào muốn hoàn thiện full cả rắc nữa thì là cộng thêm 200 ngàn một bộ. Đấy, một bộ. Còn lại mình sẽ báo ra lại, bộ này là 80 ngàn một mét nhé. Tất cả các cái dòng tết đôi hai sợi như là 50 ngàn một mét. Đó, tết 4 của mình. Đấy, những sợi tết 4 là 100 ngàn một mét. Đó. Bạn nào cần những sợi đơn để mình đi vào biến áp hoặc là đi vào phần nguồn hoặc là đấu sang phân tần. Đó, thì các bạn có thể mua sợi đơn. Thì sợi đơn bên mình đang bán là 25 ngàn một mét các bạn nhé. 25 ngàn một mét. Cực kỳ ok. Đấy. Rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó. Thì trên đây là video của mình, là mình giới thiệu các cái sản phẩm về dây loa quân sự, loại đồng mạ bạc, đồng tơ mạ bạc các bạn nhé. Được khai thác từ các thiết bị quân sự, độ chính xác rất là cao. Những cái sản phẩm này sẽ giúp cho cái phần âm thanh của mình nó sẽ thiên vào cái phần giải trung và giải cao. Đấy, bát thì rất là gọn, bát chắc gọn, và phần trung và phần cao rất là tốt. Âm thanh thì thiên vào phần lời tí tách nhẹ nhàng. Thì các bạn có nhu cầu cần setup tư vấn hoặc là mua sản phẩm, vui lòng thì liên hệ số hotline trong phần mô tả của sản phẩm của bên mình nhé. Số của mình là 0911 85 144. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.